không? Nguy hiểm nhỉ. Không sao. Chưa ai vào xem này. Em vào xem đi. Trời, ai là Trinh? Trinh vào nhanh thế. Chào em trai. Cho cái nào nghe nhạc tí cho nó sung. Ok. Hello, kế qua văn phòng đi, lâu lắm rồi anh em chưa gặp, từ năm ngoái đến giờ chưa qua văn phòng. Ủa, cả nhà nghe tiếng không nhỉ? Hả? Không, không phải, nghe tiếng không? Hả? Nghe không? Thế nhưng anh để tai nghe, anh sợ là mọi người không nghe tiếng. Nghe đúng không? Ok, tại vì anh để tai nghe, nghe rõ không? Rõ là được rồi. Mình ơi, kế qua văn phòng thế nào? Trời ơi, qua văn phòng đi. Hello, anh đẹp trai hả? Anh thì luôn luôn đẹp trai khi ở bên em. Năng lượng của anh ơi, anh ngày nào cũng năng lượng luôn á. Luôn luôn giữ năng lượng đỉnh cao, bởi vì năng lượng là sẽ hút được tiền. Có năng lượng mình mới được tiền mà. Nghe các tỷ phú nói như thế. Hello Tài Phùng Tài. Em chào sếp. Sếp đâu mà sếp. Có được làm sếp ngày nào cũng đấy. Ngọc. Ngọc bảo là chào sếp. Ai chà. RM chào anh Công à. Ôi, chào RM Công. Chào Trung nha. Trung đẹp trai. Chào tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta cùng giao lưu một chút nha. Lâu lắm không lên giao lưu với anh em rồi. Hôm nay tranh thủ lên giao lưu cùng cả nhà khoảng một tiếng thôi. Hôm nay bây giờ là 10:30 nha. 10:30. Giao lưu khoảng 45 phút đến 1 tiếng còn lại, không nhiều. Bởi vì giao lưu nhiều quá mệt lắm. Để dành thời gian để còn làm việc khác nữa. Em chào người đẹp trai. Chào Trần Huệ nha. Cả nhà ơi, cả nhà khen Công đẹp trai mà chả thấy thả tim gì cả. Thả tim như nào? Không thả tim, mình tự thả tim vậy. Chào tiểu đẹp trai nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Lâu rồi không được nghe anh hát à. Thế thì bây giờ hát được không? Hát một bài trước nhỉ. Hát một bài trước cho cả nhà nghe này. À, và những cái thời điểm này hát cái bài Luật Đời hay lắm luôn đó cả nhà. Hát chay, hát chay nhá, hát tay bò, hát chay nhá, hát không có mic này. Hát bài nghe đi anh. Cả nhà muốn nghe bài Luật Đời mà hát chay không? Hát đúng một mấy câu thôi. À, mở nhạc nhưng mà không có mic, hát chay cho cả nhà. Chả nhớ là lấy cái mic trợ giảng về hát. Chào mẹ yêu nha. Hello Ngọc Bình. Ê, kêu cả bố cả mẹ vào xem luôn này. Hát bài Gánh Mẹ. hôm qua có lấy cái gánh mẹ đâu ấy nhỉ. Hôm qua có lấy cái gánh mẹ đâu ấy. Đây này cả nhà này. Đây này. Gánh mẹ này. Đây, có cả gánh mẹ này, có cả đưa mẹ đi qua xuồng này.
Bây giờ hai bài gánh mẹ đây, gánh mẹ đây, cả nhà cùng ủng hộ nhá, cả nhà phải chia sẻ thật nhiều và giúp công để công hát cho cả nhà nghe ca khúc gánh mẹ nhá. Hát chay luôn, không mic, không vang, không vọng gì hết luôn. Hôm nay hát cho cả nhà sung luôn. Em ơi, lượt giúp anh lấy cái điều khiển điều hòa với, em bật cho anh cái điều hòa với. Hát đi người đẹp à. Cả nhà chia sẻ và like, thả tim mạnh vào để công hát cho cả nhà nghe ca khúc nào. Hát chay luôn nha. Trước con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Trước con gánh mẹ đâu nói, cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ dối. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Nghe chay hay không cả nhà? Giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai, cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm xong những ngày đắng cay. Cho con gánh, đang mệt mà đi gánh chay mệt lắm. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh xa. Mẹ ơi, trong miếng cát già, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếm giữa trời bão la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Thực sự là hát chay mà không biết là cả nhà nghe có giống như là Châu hát hay Châu kêu không. Đây này, gánh mẹ đây này, cả nhà biết là gánh mẹ. Đấy, cả nhà cùng chúc mẹ công mạnh khỏe nha, chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe nha, vui vẻ với các con nha. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biến trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gái mẹ đừng khan, sợ khi mẹ mất muộn màng cánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm xong những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lần lội sớm mai mai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lừa đâu lá rụng tội này gánh sao. Để cộng đồng gánh. Còn sao gánh hết trong lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếm giữa trời bão la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cả nhà ơi, cả nhà cùng gánh mẹ cùng công nha. Mẹ già là sắp xa cây, lời đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi, sống biến ra sao, con sao gánh hết trong lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi,
đâu bằng bóng diều giữa trời bão la, trong son gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con thơ. Để sau người gánh chính là con. Rồi thế thôi cả nhà, gánh mẹ thế thôi, không gánh nhiều. Thôi tôi hát cả nhà đúng một bài thôi nha, không hát nhiều đâu nha. Thế thôi chứ hát nhiều là mệt lắm, mà có mic đâu mà hát. Hôm nào phải có mic mới hát được. Ra nữa cả nhà một chút thôi. À, quay lại câu chuyện chúng ta nhà. Cả nhà chia sẻ livestream giúp công nào. À, chúng ta sẽ bắt đầu tương tác và bắt đầu đi vào những cái câu chuyện, đúng không ạ? Đi vào những cái câu chuyện cuộc sống thực tế. Và hôm nay thì công có một cái chủ đề rất là thú vị. Cả nhà thấy cái chủ đề của công thú vị không ạ? Cả nhà thấy chủ đề thú vị là hôm nay là ngày 15 tháng 4 rồi. Công có đưa lên một cái chủ đề là gì ạ? À, là sinh nhật chủ tịch đúng không ạ? Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái tâm trạng, những cái tâm thái tốt nhất, những cái cảm xúc tuyệt vời nhất và thăng hoa nhất, năng lượng nhất để chúng ta có thể chào đón và chúc sinh nhật của chủ tịch UNESCO được không ạ? Và trên tay công hôm nay có một cái quyển sách, đây là cả nhà có thể nhìn thấy là đây là cái người rất là thân thiết với chúng ta đúng không ạ? Chúng ta ngày nào cũng nhìn thấy ông này, và đó là vị chủ tịch của chúng ta, ngài Anatoly Yunitsky. Anatoly Yunitsky ạ. Cả nhà có thể là nhìn thấy trên cái quyển sách có cái chữ là Yunitsky đúng không ạ? Và đây là cái chân dung của ông. Đây là cái chữ ký của chủ tịch Yunitsky mà cả nhà có nhìn thấy không ạ? Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Anatoly Yunitsky. Đặng Phi Công bên dưới. Cả nhà nhìn thấy đây cái gì không ạ? Đây là cái quyển sách mà công đã được chủ tịch Yunitsky tặng vào cái hôm mà công sang Ả Rập Xê Út, sang Sharjah tại công trường tại nơi chúng ta đang chứng nhận công nghệ. Rất là tuyệt vời khi mà mỗi lần gặp chủ tịch công được tặng một quyển sách cả nhà. Thực sự là phải nói là những cái cảm xúc nó lại dâng trào, những cái cảm xúc nó lại quay về năm 2018 vào ngày mùng 4 tháng 8 2018 thì công sang bên công ty năm lần đầu tiên gặp chủ tịch. Và thật sự là cái cảm xúc nó rất là khó để tả được, bởi vì ai mà có được cái cuộc gặp đó với chủ tịch thì thực sự là cái cảm xúc nó rất là khó tả. Chủ tịch là một người rất là trìu mến, rất là hiền hậu, và ông thực sự là một người sống và làm việc vì một cái tâm, đó là cống hiến cho thế giới, cho nhân loại, cho hành tinh. Tất cả những sản phẩm, những cái mà ông đang làm, ông đang phát triển, những công nghệ ông đang phát triển đều mang lại cái giá trị nhất định cho thế giới, chứ không chỉ làm vì tiền cả nhà. Và đó là những cái mà công cảm nhận được thực sự sâu sắc. Bởi vì khi mà ông đi, tại sao cả nhà có thể nhìn thấy những cái video hay là những cái bức ảnh, phần đa ông chủ tịch ông đi trong công viên ấy, trong công trường ấy, thì ông đi bằng chân không, tức là không có đi dép, đi giày gì đâu ạ. Đi bằng cái bàn chân, thực sự là chân trần luôn ạ. Điều ông nói là tôi muốn đi như vậy để cảm nhận được cái sự ấm áp, cái tình yêu thương của cái bề mặt của trái đất. Thực sự là nghe những cái lời tâm sự của ông công thực sự là cảm thấy rất là khó tả, cảm xúc thực sự đang trào, và đôi khi cảm thấy rưng rưng nước mắt luôn ạ. Vào hôm mà công sang bên công ty, hôm sang công ty thì khi mà ông thấy đoàn Việt Nam thực sự là có những cái năng lượng, có những cái tình yêu thương dành cho ông, dành cho công ty, dành cho công nghệ này, thể hiện bằng những cái lời hô, lời khẩu hiệu Việt Nam, thì thực sự là ông đã phải khóc. Và công đã quan sát thấy ông khóc mấy lần liền ạ. Tức là rưng rưng nước mắt và phải cầm cái khăn lau mắt, khăn lau nước mắt mấy lần. Đó là những cái thực sự là khiến cho công lúc đó công cũng cảm thấy rưng mình rưng rưng nước mắt luôn cả nhà.
Những anh chị em nào mà thực sự mình cảm nhận được cái giá trị, cảm nhận được cái sự chân thành của ông, cảm được được tấm lòng của ông dành cho cái hành tinh, dành cho thế giới này ấy, thì người đó sẽ hiểu được là tại sao lại như thế. Đó, và hôm nay thì công muốn chia sẻ cho cả nhà một chút về những cái lịch sử, về những cái gì mà ông đang phát triển. Trên quyển sách này thì nếu ai mà lên văn phòng thì sẽ được trực tiếp xem cái quyển sách này. Và trên tay công thì không chỉ có một quyển mà có tận 4 quyển sách mà được tặng. Đây ạ. Đây ạ. Rất là nhiều những cái công trình của chúng ta, những cái con tàu, những cái lịch sử phát triển, những cái mô hình. Đây là tất cả, đây là sản phẩm về công nghệ vận chuyển hàng hóa, hàng dài, hàng nặng, container, vận chuyển ngoài cảng biển, những cái kế hoạch phát triển những thành phố tiên tính trong tương lai. Đó, rất là nhiều điều, nhiều cái ở trong này. Đấy, thành phố tiên tính. Đó, ngôi nhà Ecodom, Eco House. Đó, đây là những cái đường ray, kết cấu của đường ray có bên trong là nó lên cái loại thép đặc biệt, vân vân. Nó rất là nhiều. Phải nói là một quyển sách nó mang cho chúng ta tất cả những cái kiến thức về công nghệ Kobe, về tập đoàn UST của chúng ta. Đây ạ. Anh chị em nào chúng ta muốn có xem những cái quyển sách như thế này thì hãy lên văn phòng nhé. Hãy lên văn phòng nha. Có cuộc gọi giờ này. Đây ạ. Đúng ạ. Đấy, tất cả những quyển sách, và đây là trực tiếp là những cái quyển mà có chữ ký của chủ tịch luôn ạ. Cả nhà có thể nhìn thấy có chữ ký của chủ tịch ạ. Và đây một quyển nữa. Công sẽ cho cả nhà nhìn thấy 4 quyển sách mà đợt vừa rồi công được tặng. Đây ạ. Đó. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây, có chữ ký của ông này. Đây ạ. Rất là nhiều thông tin. Và đây là năm 2015. Công có thể chia sẻ với nhà một chút về lịch sử, tại vì cái này nó liên quan đến cái lịch sử phát triển của doanh nghiệp của mình. Đúng không ạ? Và đây là cái bức ảnh của năm 2015. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy là 2015 ở dưới này ạ. Đó. 2015 thì đây là cái hôm ngày đầu tiên mà chủ tịch đã cắt cái băng khánh thành là xây dựng trung tâm công nghệ cao, đó là Ecotechnopark, là nơi chứng nhận và phát triển công nghệ đầu tiên tại Belarus. Và thời điểm này thì chúng ta chưa có một cái gì đâu ạ. Và công ty của mình mới có mấy chục người thôi cả nhà. Có mấy chục người thôi. Đó, và trực tiếp hôm đó thì có cả giám đốc của quỹ Skywalk Company của mình. Đó. Đây, và tất cả mọi người hôm đó thì đều ra cái nơi đó để chúng ta cắt băng khánh thành và lên kế hoạch xây dựng. Đây, và đây là năm 2016 rồi ạ. Đó. Và lúc đó thì bắt đầu có những cái tòa nhà này, bắt đầu có những cái xây dựng lên. Đây là cái nhà ga này. Đó, nhà ga và bảo tàng. Đó, chị chào em Công, em chào chị Trần Hương nha. Chào Đặng Khánh, chào tất cả anh chị em. Và sau cả nhà cố gắng đừng rời Facebook nha, đừng rời livestream nha, để chúng ta cùng nhau nói về những cái câu chuyện phát triển về công nghệ của chúng ta, và nói về những cái câu chuyện về ngài chủ tịch của chúng ta. Công sẽ cho cả nhà nhìn, đây là những cái nhà máy nghiên cứu của chúng ta đầu tiên được xây dựng lên. Đó, đây là có ở khu này, bây giờ là có 3 cái nhà máy của chúng ta này. Và anh chị em nào được lên đây rồi thì chúng ta sẽ thấy được một điều là cái quy mô nó rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Đây ạ, nhiều lắm. Thôi, ok. Đấy, Công sẽ chia sẻ với cả nhà một chút thông tin sơ sơ về một số quyển sách như vậy. Còn trong cái quyển sách này này, ở trong quyển sách này này thì nó sẽ rất nhiều cái thông tin này. Đây, Công sẽ lật cho cả nhà nhìn thấy một chút nha. Ok, đây chủ tịch chúng ta. Đây, cái bức ảnh rất là đẹp đúng không ạ? Lâu lâu live lâu 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 chưa anh. Em mới vào. Anh mới có live một chút thôi, chưa lâu lắm. Năm 2022 tức là năm thành công rực rỡ, đúng rồi. Chúng ta nhìn thấy là những cái kế hoạch phát triển của mình rồi thì mình hoàn toàn thấy được. À, đây là bức ảnh của chủ tịch lúc còn bé tí đấy, cả nhà nhìn này. Đây, cho cả nhà nhìn thấy chủ tịch chúng ta ngày cái thời mà mới sinh ra này. Đây, anh chị em nào chúng ta chưa biết về mặt chủ tịch mới sinh ra đây nhá. À, một cậu bé được bế trên tay này, đây là chủ tịch này. Đây, ngày mai là ngày sinh nhật của chủ tịch, cho nên tại sao hôm nay Công phải đưa cho anh em nhìn thấy những cái bức ảnh này để chúng ta có thể biết được những cái lịch sử, đúng không ạ? Đây ạ.
chủ tịch đấy ạ. Cho nên là rất nhiều anh chị em đầu tư vào vào đây thì anh chị em bảo là sao mà đầu tư vào một cái dự án gì mà nó lâu thế hay là cái gì đấy vân vân. Nhưng mà mọi người không hiểu vấn đề đó là chúng ta đang đầu tư vào một công trình khoa học mà không phải một cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mà chúng ta đang đầu tư vào một công trình khoa học được nghiên cứu bởi những cái gì nhà khoa học mà ngày xưa ông rất còn bé thôi ông đã có những cái phát minh rồi đấy. Đây là năm xem nào, đây là năm 1960 đây cả nhà, 1960 đấy ạ. Hello em Khoa. Đang show cho cả nhà xem một chút về cái quyển sách. Rất nhiều anh chị em đều chưa được xem cái quyển sách này. Đây, ui. Đây là năm bao nhiêu đây? Để con xem là Anna Spini. Cả nhà có nhìn thấy là cái chân dung của chủ tịch của mình đẹp trai không ngày xưa? Đẹp trai không? Rất là đẹp trai. Ngày đấy nhìn nhìn phong độ đúng không ạ? Anh chị em nào muốn có cái phong cách giống như chủ tịch thì đây nha. Để cho nó học với phong cách của chủ tịch nha. Đây là cái văn bằng đầu tiên năm 66 á. Đây là cái văn bằng chứng nhận về những nghiên cứu đầu tiên của Yudisky vào năm 1966. Tức là từ năm 1966 ông đã có được cái giải thưởng đầu tiên, cái văn bằng chứng nhận đầu tiên về cái công trình khoa học lịch sử, một trong những cái công trình đầu tiên của ông. Đấy. Đấy cả nhà nhìn thấy đó. Rất là quy mô đó. Có thời gian thì anh chị em lên văn phòng công tế chỉ cho anh nhìn kỹ hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nói sơ qua thôi và công sẽ đi nhanh một chút. Ví dụ đây này, đây là những công trình mình đang nghiên cứu này. Em chào chị Thúy. Đó, giải quyết vấn đề về tắc đường, đưa công nghệ lên cao. Đó, đây là những cái mà chúng ta đang phát triển. Chúng ta đều biết rồi. Đây là năm 1900, hình như là 1989, đúng rồi, đây là năm 1989 đấy, cả nhà có thể nhìn thấy chân dung của chủ tịch đấy ạ. Đây ông này, đây ông dâu dâu đấy ạ, công chỉ vào đầu đấy ạ. Đây là chân dung của chủ tịch vào năm 1989, để cả nhà nhìn thấy không ạ? Chắc là thấy đúng không ạ? Ok. Nhiều lắm. Đây là cái bức ảnh này nó có màu này. Đây ạ. Đó. Sếp vẫn ở nhà hả? Nếu mà sếp ở nhà thì không phải ở đấy rồi, sếp đang ở văn phòng. Mà sếp kia là sếp xó mất rồi. Sếp hàng mất rồi, đây là chỉnh nha, xem chỉnh nha. Đây. Đây. Rất nhiều anh em sẽ băn khoăn là công nghệ của mình được nghiên cứu từ điểm nào thì chúng ta bắt đầu nhìn ở thời điểm này là biết này. Đây ạ, đây là năm 1977, 1977 chính thức là chủ tịch của mình đã bắt đầu đưa ra những cái phác thảo bằng những cái hình ảnh minh họa, đưa ra một cái giải pháp về giao thông. Nhớ ạ, đây ạ, đây là năm 1977 nhé cả nhà nha, 1977 nha. Đó, cho nên là công trình của mình bắt đầu được nghiên cứu từ năm 1977, thời điểm đầu tiên. Đó, thời điểm đầu tiên. Đây ạ. Đó, ngày đấy chỉ vẽ lên như này thôi, ý tưởng mà. Ý tưởng trong đầu mà. Mà bây giờ rất nhiều bạn ấy, rất nhiều bạn bây giờ hay nói là gì? Bánh vẽ. Nói rằng ngày xưa đây là đúng là bánh vẽ thật. Đây, phải vẽ ra trên giấy tờ, trên sổ sách, trên giấy tờ. Vẽ ra lâu lắm rồi thì mới thành sự thật chứ. Đúng không? Rất nhiều người bảo là chúng ta đang đầu tư vào bánh vẽ thì đúng là bánh vẽ thật. Đây phải vẽ trước này, năm 77. Đấy, vẽ từ năm 77. Sau đó dần dần thì đấy, đây năm 89. Đó. Thì dần dần nó mới tạo ra bánh thật. Và ngày hôm nay đây là bánh thật rồi. Đây. Đây là bánh thật ở tại Sa Gia cả nhà nha. Này. Đây là bánh thật. Ai? Này. Đây là cái bánh thật này cả nhà này. Đấy, bánh thật này. Đây là cái đầu máy toa xe của ta này. Kinh khủng ạ. Đó. Đấy, ok, cả nhà chỉ chia sẻ với cả nhà một chút về chiếc quyển sách là thôi. Thì có thời gian nha. Có thời gian
thì cả nhà sẽ lên văn phòng và Công sẽ giúp cho cả nhà hiểu thật kỹ hơn về công nghệ, về tất cả những công trình của mình ở trong cái quyển sách này, nó rất nhiều luôn đó. Và Công có thêm một quyển sách nó khá dày hơn nữa, nó dày bằng này cơ, của năm 2019 mà Công được chủ tịch tặng. Và trong quyển đấy là nó nói về tất cả những cái lịch sử phát triển của rất nhiều công nghệ trên thế giới. Ví dụ là cái máy tính được tạo ra thời điểm nào, như cái xe ô tô được tạo ra thời điểm nào, máy bay được tạo ra thời điểm nào đó, thì tất cả những cái công nghệ đó, những công trình khoa học đó đều được tạo ra từ thời điểm ban đầu, người ta gọi là bánh vẽ, tức là phải vẽ ra trước, vẽ từ trong ý tưởng, từ trong đầu bắt đầu vẽ ra trên giấy tờ, sau đó thì mới đi thực hiện hiện thực hóa chúng đó. Thì ngày hôm nay Công bày chúng ta cũng như vậy. Và công nghệ của tập đoàn UST của chúng ta cũng là một cái con trường trải qua quá trình như vậy. Bắt đầu thì vẽ từ năm 1977 đó, cho đến gây dựng dần dần, nghiên cứu, vẽ, đưa ra công thức lên toán học, đưa ra công thức, sau đó thì từ công thức mới đưa ra làm thế nào để thành sự thật đó, làm thế nào để có thể tạo ra một sản phẩm thực tế đó. Thì nó trải qua rất nhiều cái quá trình. Tại sao mà nhiều người đầu tư vào năm 2018, 2019 hay là có người đầu tư vào 2020, đầu tư vào một năm rồi bảo sao đầu tư một công ty lớn lắm mà sao mãi không lên sàn bao giờ? Mà thực ra người ta không hiểu gì về trong quá trình đầu tư một doanh nghiệp. Các bạn đầu tư mà các bạn không có sự hiểu biết, không có kiến thức gì về doanh nghiệp thì không thể nào các bạn đầu tư thành công lớn được. Bởi vì các bạn đang đầu tư theo cái cách đó là giống như là mình đầu tư vào đi gửi ngân hàng hay là đầu tư vào các chương trình ủy thác ấy, hình dung không ạ? Cho nên là chúng ta đầu tư cần phải có kiến thức thực sự. Nếu không có kiến thức thì chúng ta đầu tư theo dạng đánh bạc rồi. Và cho nên là đầu tư cần phải có kiến thức nha các bạn nha. Rất nhiều bạn đang đầu tư theo một cách mù quáng, mờ ảo lắm. Không thấy là ví dụ như là gì ạ? Đầu tư năm 2020 mà đầu tư có 1.000 đô, sau đó thì chờ đến năm 2021 mà chờ lên sàn, 2022 không lên sàn, cứ mong lên sàn để kiếm về vài trăm nghìn đô. Đầu tư 1.000 đô mà đầu tư trong 1 năm 2 năm mà chờ lên sàn để kiếm vài trăm nghìn đô, muốn bỏ ra hai mấy triệu sau đó lên sàn để chờ lấy vài tỷ, làm sao mà có ngay được? Cái gì nó phải có giá trị của nó, tiền chứ không phải là giấy, không phải là cái gì ta muốn in ra là in, đúng không ạ? Tiền các bạn đầu tư vào nó phải đem các công ty phải đem đi phát triển công nghệ, phải tạo ra con tàu, phải sản xuất ra con tàu, bán ra thị trường thì lúc đó thì mới có giá trị thực sự. Và khi giá trị rồi thì lên sàn chứng khoán thì người ta mới chấp nhận là công ty của bạn có giá trị, được định giá bằng này tiền thì bằng này tiền đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu về cái bản chất đầu tư. Chứ đôi khi là nhiều người đầu tư một cách mù quáng, kiểu như đi bắt cá, thấy ngoài biển có nhiều cá, xong rồi cứ nghĩ là ra đi con chuồng này, chèo con chuồng này ra biển, xong rồi nhảy xuống bắt cá. Đấy, thế làm sao bắt được cá mà các bạn chết đuối đó. Nhớ nha, đầu tư là phải có cái kiến thức. Muốn đầu tư vào doanh nghiệp thì càng phải có kiến thức về doanh nghiệp. Nhiều người đầu tư vào doanh nghiệp nhưng mà chúng ta không hiểu gì về doanh nghiệp đó, không quan tâm đến doanh nghiệp, xong bắt đầu là đi phán xét là cái này là giống như là một cái trò chơi, giống như là đồ chơi. Nguy hiểm quá. Tại sao mà các tỷ phú họ có cái vấn đề, có cái câu đó là tầm người tầm tiền, đúng không ạ? Tầm người tầm tiền, tầm sự hiểu biết của chúng ta đến đâu thì tiền sẽ đến đó. Càng hiểu biết các bạn càng có nhiều tiền. Nên là nếu không, chúng ta mà không có kiến thức, không hiểu biết thì tiền không đến đâu. Và đến các bạn không biết quản lý chúng. Ví dụ như là các bạn có thể có hàng 1 tỷ đi chăng nữa, nhưng mà các bạn không có kiến thức thực sự. Các bạn may mắn, các bạn kinh doanh truyền thống bên ngoài, các bạn buôn bán, các bạn có được 1 tỷ đó. Nhưng mà sau khi các bạn bước vào thị trường này, đầu tư này, các bạn không có một chút kiến thức nào và các bạn cứ nghĩ là bạn có nhiều tiền, bạn đầu tư vào đâu chả thắng, thì bạn sai lầm hoàn toàn. Và rất nhiều người đã mất hàng chục tỷ, mất cả gia tài vì đầu tư vào tài chính, vì đầu tư vào những cái ngắn hạn, ví dụ như cái các chương trình ủy thác lãi ngày, các sân tài chính. Bởi vì công nghệ bây giờ nó rất hiện đại. Công phải nói một điều là gì, công nghệ bây giờ nó cực kỳ đẳng cấp, nó cực kỳ cao. Và nếu như chúng ta không hiểu về công nghệ mà chúng ta đi đầu tư công nghệ
thì các bạn đang đi đánh bạc. Và đánh bạc thì thằng chủ, cái thằng tạo ra cuộc chơi là thằng thắng chứ không phải là những người chơi thắng, đúng không ạ? Người ta tạo ra sân chơi cho các bạn vào chơi mà, thì người ta mục đích người ta là kiếm tiền các bạn. Thì các bạn vào chơi thì các bạn phải chấp nhận thua, nên bản chất là như thế. Đúng rồi, bạn Mao nói là cái đó không phải đầu tư mà là đầu cơ. À, Kim Đà nói là nghe anh Công nói đều VTV mà tính. Ô, anh có nói đều VTV đâu. Có nói đều VTV đâu. Anh nói về thực trạng bây giờ ấy, thực ra thì nó có nhiều cái thật. Thực ra thì về thị trường đầu tư bây giờ, nhiều anh em đầu tư, dĩ nhiên là Công hiểu là tất cả anh em đều mong muốn là chúng ta có tiền nhanh, chúng ta mong muốn chúng ta có tiền sớm, chúng ta mong muốn là có thêm tiền để chúng ta đầu tư vào những cái giá trị. Tuy nhiên là đôi khi cái lựa chọn của chúng ta nó sai lầm ở chỗ là gì? Là chúng ta cứ nghĩ là cái này nó nhanh, sau đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm tiền, nhưng chúng ta không biết được cái bản chất đằng sau của nó là nó lại mục đích nó tạo ra để làm sao nó hút nhanh để lấy đi tiền của ta. Đơn giản về cái câu chuyện về ủy thác ấy, thì cho anh hiểu cái này này. Chúng ta bỏ ra 10 đồng đúng không? Và gì ạ? Và họ hứa là trong vòng 7 tháng bạn sẽ hoàn vốn. Bỏ ra 10 đồng trong vòng 7 tháng bạn hoàn vốn. Và bạn nhận lại được bao nhiêu ạ? Nếu bạn đầu tư khoảng 1 năm thì bạn lợi nhận bao nhiêu ạ? Hay là gì? 1 năm rưỡi đi, 14 tháng đi, thì bạn sẽ được lời gấp đôi, đúng không ạ? Thì bạn lời gấp đôi. Thế thì cái câu chuyện là người ta tạo ra cuộc chơi đó, người ta chỉ trả cho bạn khoảng 4 tháng thôi hay 5 tháng thôi thì chuyện gì xảy ra đó? Và người ta sẽ trả cho vòng 4-5 tháng thôi, và những người sau thì trả trong vòng 3-4 tháng, người sau nữa trả trong vòng 2 tháng, người sau nữa trả trong 1 tháng, và người sau nữa thậm chí vào một thời gian chưa được 1 tháng thì họ đã dừng rồi. Thì câu chuyện là mình bỏ ra 10 đồng đó, bỏ ra 10 đồng đó thì mình có thu về được mấy đâu, mà những người sau họ cũng chẳng thu về mấy. Thì nó khác gì là việc chúng ta đã bỏ tiền cục ra xong nhặt về tiền lẻ, mỗi ngày nhặt về vài nghìn, ngày nhặt về vài nghìn. Thì đó là cái bản chất của cái đầu tư ủy thác. Cho nên là thực ra thì Công muốn nói rất là nhiều rồi, tất cả những chương trình đầu tư tài chính ở Việt Nam mình bây giờ đang có ở Việt Nam ấy, những chương trình ủy thác 99% là những chương trình đó đều chết. Và cái tỷ lệ để mà có một cái chương trình ủy thác nó nghiêm túc và nó có giấy phép đầy đủ về pháp lý rõ ràng ấy thì nó cực kỳ ít anh chị em nha. Em chào chị Thanh nha. Đó, nó cực kỳ ít. Chính vì vậy thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất đó là gì. Bình mới rượu cũ, bản chất vẫn là một cuộc chơi tài chính, vẫn là một cuộc chơi tài chính. Và người ta chỉ thay cách vận hành, thay cái câu chuyện bên trong đi ra bên ngoài đi, đúng không ạ? Vẽ ra bên ngoài để làm sao nó giống với khác đi thì làm sao nó hút nhà đầu tư. Và chính vì vậy thì nhiều anh em đầu tư vào anh em không hiểu. Và tại sao mà khi mà Công đầu tư ấy, đầu tư vào công nghệ UST của chúng ta, đầu tư vào công nghệ Coinbase thì Công nhìn vào cái gì ạ? Nhìn vào cái nền tảng của doanh nghiệp đó, nhìn vào con người người ta làm cái gì, nhìn vào ban lãnh đạo doanh nghiệp làm cái gì, nhìn vào ông chủ tịch ông làm cái gì, ngày xưa ông là ai, và từ ngày hôm xưa đến ngày hôm nay ông đã là ai, và ngày hôm nay ông đã là ai. Tức là chúng ta phải hiểu được cái gì, hiểu về cái cốt lõi đằng bên trong của nó là gì, là ngày xưa, cái mốc ngày xưa ông là một người như thế nào, từ năm 1966 đến ngày hôm nay ông là một người như thế nào, và ngày hôm nay ông đang là một người như thế nào, thì mình sẽ hiểu được là mình đã đầu tư đúng hay sai. Đó, còn anh chị em cứ đầu tư vào một cái mà người ta vẽ, người ta đưa ra trên website, người ta đưa lên cái thông tin này, tổ chức kia, công nhận. Thực ra những cái đó thì người ta làm được mà, người ta mua được mà. Rất nhiều người bảo là cái này pháp lý rõ ràng, cũng giống như pháp lý giống như Coinbase, cũng được tổ chức này, tổ chức kia. Thực ra cái tổ chức đấy nó là một phần nhỏ thôi của cái sự thành công thôi. Các bạn hình dung không ạ? Một công ty thành công nó không liên quan đến vấn đề về pháp lý quá nhiều đâu ạ. Các bạn có thể thấy ở Việt Nam chúng ta rất nhiều công ty, dĩ nhiên công ty trong nước phải có pháp lý đầy đủ rõ ràng,
nhưng tại sao vẫn chết? Tại sao không thành công? Tại sao vẫn thất bại? Tại sao vẫn mất dấu trong một thời gian ngắn? Tất cả pháp lý nó chẳng nói lên điều gì, các anh chị em hiểu không ạ? Nếu những người người ta là những người xanh sỏi trong thị trường đầu tư, người ta không quan tâm đến pháp lý, người ta quan tâm đến người làm chủ của dự án, tức là gì? Founder là người sáng lập, là người tạo ra cuộc chơi đó, người đấy là người như thế nào. Nó giống như câu chuyện là Công xin Công mở ra một công ty thì dĩ nhiên là cái giấy tờ pháp lý nó phải rõ ràng đầy đủ rồi. Mình mở ra một doanh nghiệp mà pháp lý phải rõ ràng, nhưng quan trọng là Công sẽ làm cái gì ở doanh nghiệp đó, Công vận hành doanh nghiệp đó ra sao, Công làm thật hay làm giả. Cái câu chuyện nó là như thế, chứ còn pháp lý nó không giải quyết được vấn đề gì. Rất nhiều anh chị em thì ôi nói chuyện mới phải là ui trách pháp lý, trách thông tin này, thông tin thì kiểu gì người ta chả làm được, đúng không ạ? Thời buổi bây giờ bỏ tiền ra làm được hết ạ. Mình không khẳng định một điều, bỏ tiền ra mình làm bất kỳ một cái điều gì đều có thể che mắt được hết. Cái quan trọng là nó không tồn tại lâu đó. Cho nên tại sao mà khi mà nghe chủ tịch Yudhoy nói cái đây hơn một năm, hơn một năm, không nhớ được một năm, thì ông có nói là gì ạ? À? Có rất nhiều bạn, có rất nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi với chúng tôi là sao lâu thế, sao công ty lâu lên sàn như vậy? Đó, tại sao xây dựng một cái trung tâm có vài trăm mét thôi, đó, một cái trung tâm vài trăm mét thôi, một cái con đường vài trăm mét, 1-2 km thôi, mà sao mãi không xong? Đó. Thì ông chỉ thì ông có nói là gì ạ? Là các bạn cứ thử tưởng tượng đi ạ. À, chúng ta làm không phải là gì, là để hút tiền. Chúng tôi làm không phải để hút tiền. Nếu như để hút tiền thì chúng tôi đã làm xong cái trung tâm này lâu rồi. Nhưng chúng tôi không phải làm để hút tiền, không phải để hút tiền nhà đầu tư, mà quan trọng là tôi tạo ra công nghệ này để cho cả thế giới nhìn thấy công nghệ của chúng ta có tuổi thọ hàng trăm năm về sau. Công trình của chúng ta có tuổi thọ hàng trăm năm về sau. Cái con đường, cái đường ray, cái cột trụ, cái nhà ga có tuổi thọ hàng trăm năm về sau, chứ không phải là xây dựng lên vài ngày, một năm, hai năm rồi nó có lỗi cái này, lỗi cái kia. Thì còn ai còn sử dụng công nghệ của chúng ta nữa? Và đấy là cái phần mà chủ tịch trả lời cái câu hỏi là tại sao mà xây dựng lâu thế, mãi vẫn chưa xong. Và chúng ta không vội, không phải là chúng ta tạo ra một cái gì bắt đầu chúng ta để hút tiền, không, không phải hút tiền, không phải dự án tài chính. Ông nói chúng ta không phải là dự án tài chính, không phải là một cái dự án money game. Chúng ta là một công tây ty phát triển về công nghệ. Chúng ta đã phát triển một cái công trình khoa học để giúp cho cả thế giới này giải quyết những cái vấn đề của xã hội, như là về tai nạn giao thông, như là về tắc đường, như là về ô nhiễm môi trường. Và đây là cái việc chúng ta làm cho thế giới, cho tương lai, chứ không phải là chúng ta tạo ra một cái trung tâm để làm sao để đưa ra a nhà đầu tư đấy thấy công nghệ đấy, sau đó bắt đầu hút tiền. Không, chúng ta không làm thế. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy là cái mà chủ tịch chúng ta làm ấy, nó khác hoàn toàn với tất cả những cái gì mà người khác đang làm. Và Công thực sự là cảm thấy mình cần phải có những trách nhiệm hơn nữa, cần phải có những trách nhiệm cao hơn nữa để giúp cho chủ tịch, giúp cho công ty và giúp cho doanh nghiệp của chúng ta cùng nhau phát triển. Tại sao bất kỳ một cái sự kiện nào của công ty, Công đều gần như là sẽ đi tham gia, ví dụ sang bên nước ngoài, phải bỏ những cái đồng tiền túi của mình đi sang nước ngoài để làm sao để chúng ta có thể lấy những thông tin xác thực nhất. Ví dụ như là vừa rồi đi trên Ả Rập là một trong những sự kiện mà tổ chức cho các cổ đông đi. Thì trong sự kiện này chúng ta gặt hái được những cái điều gì? Ví dụ như là rất nhiều nhà đầu tư mất niềm tin bởi chúng ta đầu tư vào một công ty mà nó phát triển chậm, hay là nhiều người mất niềm tin ở chỗ là chúng ta đầu tư có đúng công ty không. Thì cái điều mà tất cả những cái cổ đông sang bên đó được gặp chủ tịch, được chủ tịch ôm từng người một vào lòng, được chủ tịch chia sẻ những cái kế hoạch phát triển của công ty, những cái thành tựu của công ty, những cái điều, những cái mà ông đang phát triển, thì chúng ta nhìn thấy một điều là tương lai của chúng ta nó vô cùng rộng lớn.
rộng lớn ở chỗ là gì? Là tất cả những cái công nghệ, những cái sản phẩm của mình phát triển ngày hôm nay, thế giới chưa từng có. Thế giới chưa từng có, anh chị em nha. À, rất nhiều người thì nhìn thấy cái Công thấy ở trên TikTok ấy, có rất nhiều bạn đăng những cái video công nghệ của mình lên, hoặc là bản thân Công đăng lên thôi. Có rất nhiều người vào bình luận phản diện, phản biện là gì? À, cái này nó khác gì cáp treo đâu, nó cũng giống như cáp treo. Cái này nó là một cái mô hình gì đó, vân 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 vân. Tóm lại là tất cả những cái người đó, họ đều không có những cái kiến thức sâu. Họ nghĩ theo một góc độ rất là chủ quan. Họ nghĩ là một cái con tàu đưa lên cái đường ray trên đấy thì ai chả làm được. Họ nghĩ là lừa đảo, họ nghĩ là lùa gà, họ nghĩ là bánh vẽ, họ nghĩ ra đủ kiểu để họ nói. Em chào anh Lưu nha. Hello sếp chính. Đó. Nguyễn Hương. Chào anh. Chào tất cả anh chị em. Chính vì vậy thì quay lại câu chuyện là chính vì vậy thì chúng ta nhìn thấy là tất cả những người, những cái vĩ nhân họ làm những cái sản phẩm ra thì phần đa những người bình thường, những người tầm thường sẽ không bao giờ nhận ra cái điều đó. Ví dụ như cách đây hàng trăm năm, đúng không? Đã có người họ nghĩ ra cái máy bay, nhưng tại sao người đó lại không thành công? Và đến khi những người sau phát triển cái máy bay, họ lại tiếp tục thực hiện cái kế hoạch đó thì họ lại thành công. Thì những người trước đó thì làm sao? Thì xã hội, nhân dân xã hội đều phản biện, đều nói là họ là những kẻ điên. Làm sao có thể tạo ra những cái máy bay bay trên bầu trời được? Làm sao có thể tạo ra những cái cục sắt bay trên bầu trời được? Và đó là những cái mặt trái của xã hội luôn luôn tồn tại như vậy. Là kể cả ngày hôm nay, có rất nhiều người nhìn thấy công nghệ của chúng ta chạy thực tế rồi, rất nhiều người nhìn thấy sản phẩm chạy thực tế được chứng nhận, được những tổ chức lớn họ chứng nhận và đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Rõ ràng tiêu chuẩn quốc tế thật luôn mà họ vẫn nói đây là công nghệ nó không có thật. Rất buồn cười cả nhà. Đó, cho nên là xã hội bây giờ nó rất nhiều người còn cái kiến thức nó còn thực sự là nông cạn, và cái tầm nhìn nó thực sự là tầm nhìn, người ta gọi là tầm nhìn từ nhà không biết thực sự. Tại sao mà mới có cái câu chuyện là người làm thuê, ví dụ người phụ hồ thì tầm nhìn của họ là chỉ từ tuần này sang tuần khác thôi, từ ngày này qua ngày kia thôi. Làm sao để đi kiếm tiền để ngày mai bù đắp vào cái khoản thiếu hụt cho ngày mai thôi, lo bữa cơm manh áo thôi. Mà tầm nhìn của những gì ạ? Của những anh đi làm nhà nước thì họ sẽ tầm nhìn, có tầm nhìn là từ tháng lương này qua tháng lương kia. Làm sao để tháng đầu tháng có lương, và có lương rồi thì làm sao để chi tiêu trong một tháng đủ cái số lương đó. Còn tầm nhìn của những vị giám đốc thì họ sẽ nghĩ làm sao? Đó, những vị giám đốc thì họ tính là làm thế nào để kế hoạch cho vòng 1 đến 3 tháng sau. Đó, 3 tháng sau là công ty phải giúp công ty phát triển thế nào. Còn tầm nhìn của mỗi ông chủ doanh nghiệp thì họ sẽ làm tính là tôi mở ra doanh nghiệp này tôi phải có tầm nhìn là gì ạ? Là phải đưa doanh nghiệp này phát triển từ một công ty nhỏ nhỏ để trở thành một công ty khổng lồ, và sẽ chiếm lĩnh thị trường cả nước trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Tức là tầm nhìn của xa hơn, họ nhìn vào 5 đến 10 năm. Có những cái gì ạ? Có những cái ví dụ như tầm nhìn, tại sao nào nó tầm nhìn nhà khoa học thì nó khác hơn. Nhà khoa học họ sẽ tầm nhìn là mấy chục năm, 30 năm, 50 năm sau, 100 năm sau. Đúng không ạ? Tức là họ sẽ nhìn xa hơn chúng ta rất là nhiều. Và nó tương đồng với cái câu là tầm nhìn càng xa thì túi tiền càng nhiều. Chúng ta càng biết là trong tương lai con người sẽ sống ra sao, con người sẽ sống như thế nào, và chúng ta sẽ đi kinh doanh những sản phẩm mà con người biết, con người sẽ cần đến, thì đương nhiên một điều là chúng ta sẽ là người thành công. Bởi vì bí mật của sự thành công, Công hay nói câu là bí mật của sự thành công là tìm ra thế giới đi đến đâu và mình đi đến đó trước. Đúng không ạ? Bí mật sự thành công là tìm ra thế giới đi đến đâu và mình đến đó trước là mình sẽ thành công. Thế thì để làm sao biết được thế giới trong tương lai nó sống ra sao, làm sao biết được thế giới trong tương lai con người sẽ như thế nào, thì ngài Yudisky chúng ta đã có cái tầm nhìn đó cách đây hàng 40 mấy năm rồi cả nhà.
40 mấy năm trước, từ năm 1977 thì ngài Whisky đã bắt đầu đưa ra một cái phác thảo là sẽ giúp cho con người có được cái phương tiện giao thông. Bởi vì ông biết được một điều là khi mà xã hội ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh càng phát triển thì đồng nghĩa việc là giao thông nó ngày càng gặp vấn đề. À, chúng ta hay nghe cái câu là để đất nước phát triển thì cái điều đầu tiên cần đến đó là điện, đường, trường, trại, đúng không? Đó, điện, đường, trường, trại. Thế thì bây giờ đường xá, giao thông nó là cái nhu cầu thiết yếu của xã hội, của cuộc sống, của đất nước, của quốc gia, của người dân. Và nếu như đường mà phát triển, con đường mà giúp cho đất nước đó phát triển mạnh về kinh tế thì đó là một con đường hiệu quả. Nhưng nếu những con đường đó là nó giao cản của kinh tế thì đó là một thiệt hại lớn của đất nước. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy những cái thành phố lớn, mỗi lần các bạn đi ở trong Hà Nội ấy, ai mà đi ở Hà Nội thì mình biết được một điều là Hà Nội thì thường xuyên xảy ra tắc đường, ô nhiễm môi trường cục bộ, thì tất cả nó đều từ giao thông mà ra, từ các phương tiện giao thông mà ra. Thế thì cái vấn đề tắc đường nó có gây thiệt hại cho nền kinh tế không anh chị? Theo anh chị em ở đây có hơn 50 anh chị em đang xem livestream này, thì anh chị em có đồng ý với Công là gì ạ? Là vấn nạn tắc đường và ô nhiễm môi trường nó đang ảnh hưởng cục bộ đến cái nền kinh tế của đất nước ta không ạ? Và Công thấy nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đó ạ. Tắc đường nhiều gây ra tai nạn giao thông nhiều, đi lại phương tiện giao thông va chạm nhau nhiều, nó thiệt hại đến người dân, thiệt hại đến kinh tế của đất nước. Khi mà xảy ra những vấn đề tai nạn, những cái người, những cái nhà khoa học mà cũng bị tai nạn thì nó xảy ra vấn đề là mất đi những cái người giỏi, những nhân tài của đất nước. Tất cả nó đều ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước hết ạ. Và chúng ta nhìn thấy, nếu như bản thân chúng ta là những người nhìn ra những vấn đề đó và mình cùng nhau song hành, cùng nhau đi tạo ra một cái sản phẩm để giải quyết vấn đề đó, giúp cho đất nước mình phát triển tốt hơn, thì theo anh chị em, cái sản phẩm của mình khi mà ra thị trường, đất nước đón nhận, người dân đón nhận, thì những cái mà chúng ta đầu tư vào, cái lợi nhuận đem về nó kinh khủng như nào, anh chị em có tưởng tượng được không ạ? Và đó là cái mà Công đã thực sự thấu hiểu được cái điều đó cách đây 3 năm, 4 năm trước, khi mà Công đồng hành với công ty. Thời điểm đầu tiên Công đồng hành thì Công cũng chỉ nghĩ một đơn giản một điều là mình làm sao để mình có thể có được cái thu nhập, có thể có được cái khoản tài sản lớn trong tương lai thôi, chứ mình không nghĩ được sâu sắc. Nhưng mà khi càng đi sâu vào cái công nghệ này, càng đi sâu vào công nghệ, Công mới nhận ra một điều, cái công việc của mình làm nó mang cái tính nhân văn cho xã hội rất rất nhiều, chứ không chỉ mang tính chất là mình làm về tiền cả. Như em, tiền nó rất là nhỏ trong đó thôi, đó, bởi vì cái lợi ích lớn đó là lợi ích cho quốc gia, cho nhân dân, cho con người, cho xã hội và cho hành tinh này, đấy mới là lợi ích lớn. Còn dĩ nhiên khi anh chị mà tạo ra cái lợi ích lớn rồi thì cái câu chuyện là anh chị nhận về những cái tài sản, những cái dòng tiền ấy, thì cái đó nó không quá khó khăn, cái đó là điều đương nhiên. Khi anh chị tạo ra một sản phẩm mà xã hội đều sử dụng thì cái tiền đến với anh chị là điều đương nhiên. Nó giống anh chị trồng một cái cây ăn quả ấy, và khi anh chị được bán rồi, anh chị đem ra chợ bán thì chắc chắn là người ta ăn cái quả ngon của anh chị rồi, thì cái điều mà anh chị nhận về đó là cái tiền, đó là cái tài sản, thì cái đó là cái chuyện rất bình thường ạ. Và chính vì vậy thì khi mà Công cảm nhận được sâu sắc về công nghệ này, cảm nhận được những cái điều mà chủ tịch làm, những cái điều mà chủ tịch đã cống hiến cách đây hàng mấy chục năm, ông đã phải một mình cống hiến chống chọi lại với những cái tổ chức xã hội đen, phải trốn những cái tổ chức xã hội đen truy sát những cái người mà họ đến để làm sao để cướp lấy công nghệ này, thì ông càng cảm thấy mình cần phải làm những cái điều tốt hơn, những giá trị hơn, cống hiến nhiều hơn để giúp chủ tịch, giúp cho công nghệ, giúp tập đoàn này và giúp cho tất cả anh chị em, những người đã đầu tư vào công nghệ, cùng nhau bảo vệ và thúc đẩy tài sản của mình tăng trưởng tốt hơn. Cho nên là Công rất là mong là mình sẽ là những người có thể là truyền được cái cảm hứng,
truyền được cái niềm tin, truyền thêm những cái năng lượng để giúp cho tất cả những anh chị em là những nhà đầu tư, những người đã cống hiến, những người đã cấp vốn cho công ty, những người đã có cùng cái tầm nhìn, cùng cái sứ mệnh, cùng cái tư tưởng, chúng ta hãy cùng nhau bắt tay và cùng nhau thực hiện cái sứ mệnh, thực hiện cái tư tưởng lớn này để thúc đẩy và bảo vệ, thúc đẩy tăng trưởng cái tài sản của mình trong tương lai. Và nếu như chúng ta cùng nhau có được cái điều đó thì đồng nghĩa việc là cái công ty của mình nó sẽ phát triển mạnh là điều đương nhiên. Và khi công ty phát triển mạnh thì cái tiền nó về với anh em mình ấy, nó không khó đâu anh chị em ạ. Rất là mong anh chị em mình sẽ cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau phát triển để xây dựng doanh nghiệp của mình nha. Và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình cái tâm thái, cái tâm trạng, cái cảm xúc tốt nhất để chúng ta gửi đến Chủ tịch Udisky những lời chúc sinh nhật, những lời chúc sức khỏe, những lời chúc thành công, để làm sao ngài luôn luôn mạnh khỏe và gì ạ, và cống hiến hết mình để thúc đẩy doanh nghiệp của mình phát triển. Và bây giờ thì chúng ta có thêm những cái nòng cốt, những cái người nòng cốt trong doanh nghiệp của mình. Vừa rồi công sang bên tập đoàn ấy, ở đây công nhìn thấy có một cái quyển sách, không biết là ở trong quyển nào có. Vừa rồi công sang tập đoàn ấy là có thấy được, đó là cái người mà đang là đứng đằng sau chủ tịch đó, người đứng đằng sau chủ tịch đó chính là vợ và con trai của chủ tịch đó, vợ và con trai của chủ tịch. Vợ là tổng giám đốc của Udisky Technology, tức là của công ty, tổng công ty của chúng ta. Còn con trai bây giờ đang là tổng giám đốc của công viên công nghệ bên đó. Đây ạ, đây là con trai của chủ tịch. Là cả nhà mình nhìn thấy chân dung của con trai chủ tịch không ạ? Rất giống chủ tịch đúng không ạ? Anh chị em mình nhìn thấy không ạ? Đó ạ. Và vừa rồi chính thức sang thì chủ tịch có công bố rồi. Và đây sẽ là người sẽ trực tiếp quản lý, phát triển, là những người sẽ thừa kế sau này và những người sẽ làm sao sẽ tiếp bước của chủ tịch trong tương lai. Khi mà chủ tịch mà chúng ta khoảng 20-30 năm sau không còn nữa chẳng hạn, thì đây là những người sẽ là những người nòng cốt đó. Cho nên là chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hơn, giúp công ty, giúp chủ tịch và giúp cho xã hội cũng như là tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn bằng cách là hỗ trợ công ty tốt hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, chủ tịch con trai chủ rất là đẹp trai đây ạ. Đây ạ, đó, cả nhà nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Đó, thì chúng ta hãy làm việc tốt hơn để giúp cả gia đình chúng ta. Đây, cả gia đình chủ tịch nữa. Đây, rất là nhiều bức ảnh đẹp. Đó. Ok, rồi một lần nữa thì công xin cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng lắng nghe, đã cùng tương tác và đã cùng chia sẻ để giúp cho bạn bè, người thân của mình cũng có thể biết đến cái buổi nói chuyện, chia sẻ của công. Công thì chẳng có gì hơn anh chị em, chỉ có điều đó là công hơn ở chỗ là gì? Công có những cái cảm xúc, có những cái năng lượng thực sự để làm sao truyền cái cảm hứng này cho tất cả những anh chị em. Có thêm đó là công là những người đi trước, là những người đã cống hiến, đã đầu tư, đã góp vốn, tài trợ vốn, ủng hộ cho cái công nghệ này từ những thời năm 2018 và đã có rất nhiều thông tin. Chính vì vậy thì công rất là muốn là tất cả anh chị em mình hãy cùng nhau đồng lòng để giúp công ty phát triển tốt hơn. Và song song đó thì không chỉ vấn đề là công ty có lợi mà bản thân chúng ta là những người có lợi. Thì theo như cả thông tin mật của công ty thì ngày mai là ngày sinh nhật của chủ tịch, thì có thể ngày mai công ty sẽ tri ân cho tất cả chúng ta những cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể sở hữu được những cái cổ phần mệnh giá thấp hơn so với giá trị bình thường. Ví dụ bây giờ anh chị em đầu tư 1.000 đô, anh chị được khoảng 30.000 cổ phần chẳng hạn. Anh góp vốn 1.000 đô được 30 cổ phần. Thì sau ngày mai, thì công ty sẽ mở ra một chương trình, đó là anh góp 1.000 đô có thể anh sẽ được hơn 70.000 cổ phần. Và đây có thể là những cái điều tuyệt vời nhất mà công ty cũng như chủ tịch đã dành tặng cho, tri ân cho tất cả những cái cổ đông, những cái người mà là luôn luôn ủng hộ cho công ty và những người ngày hôm nay đã quan tâm đến công ty, quan tâm đến công nghệ và mong muốn cũng góp một chút nhỏ bé của mình để ủng hộ cho công nghệ này. Đó, thì rất là mong muốn là sau ngày mai nếu như chúng ta có những thông tin tốt, cùng nhau
hãy cùng nhau chia sẻ thông tin này cho bạn bè, người thân của mình và những cái nhà đầu tư, những người đã cùng góp vốn trước cũng như là những người chưa có góp một đồng nào, thì hãy giúp cho bạn bè, người thân của mình cùng nhau góp cho công ty để công ty phát triển tốt hơn, đúng không ạ? Đó nó sẽ là cái mà sẽ giúp cho bản thân, giúp công ty, giúp gia đình nhà mình nữa, giúp chúng ta có thêm tài sản. Cho nên chính vì vậy thì rất là mong là ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ngóng thông tin tuyệt vời nhất từ công ty, từ ngày sinh nhật của chủ tịch. Thì bây giờ thì còn thời gian bây giờ là cũng không còn nhiều nữa, Công nói chỉ đúng một tiếng thôi và đã đến một tiếng rồi. Thì xin chúc tất cả anh chị em một ngày mới, một buổi trưa tràn đầy năng lượng và thành công. Chúc anh chị em là chúng ta hãy giúp được thật nhiều người biết đến công nghệ của chúng ta nhiều hơn, giúp được thật nhiều người cùng nhau ủng hộ công nghệ của mình để giúp công nghệ của mình phát triển tốt hơn, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì xin kính chào tạm biệt tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại những buổi nói chuyện tiếp theo. Ok ạ, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Tạm biệt ạ.
Bye.